Xin chào thầy cô, xin chào quý đồng nghiệp ạ. Em xin trình bày về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ, tắc nghẽn hội chứng ngừng thở, tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân có chỉ định mổ phiên tại bệnh viện Bạch Mai ạ. Bài trình bày của em bao gồm 5 phần ạ. Thứ nhất là về cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ là một cái rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ, đặc trưng bởi sự xuất hiện các cơn ngừng thở và giảm thở lặp đi lặp lại do tắc nghẽn đường hô hấp trong khi ngủ mặc dù vẫn có kháng sinh hô hấp. Khoảng 15% nam giới và 5% nữ giới trong tuổi trưởng thành mắc bệnh và cái tỷ lệ này có xu hướng gia tăng trong một vài thập kỷ gần đây. Một nghiên cứu ở Việt Nam vào năm 2019 thì có khoảng 9,5% người trưởng thành, tương đương với 4 triệu người mắc bệnh. Hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì gây ra nhiều hậu quả nặng nề, ví dụ như là gây ra những tai nạn lao động, tai nạn giao thông do buồn ngủ ban ngày, là một yếu tố nguy cơ cho các bệnh lý về tim mạch, thần kinh, chuyển hóa, từ đó làm tăng tỷ lệ tàn tật và tử vong, tăng gánh nặng xã hội. Hội chứng ngừng thở tắc nghẽn ngủ được xác định bằng đo đa ký giấc ngủ hoặc đo đa ký hô hấp. Riêng với những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật thì nguy cơ của bệnh lý hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ đối với bệnh nhân này là khó đạt được khí quản, tăng các tác dụng không mong muốn của các thuốc gây mê, gây tê và các thuốc giảm đau trong phẫu thuật. Việc chẩn đoán được cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ này và tiến hành điều trị CPAP trước khi phẫu thuật và sau khi rút nội khí quản có thể cải thiện tiên lượng ở các đối tượng bệnh nhân này. Tại Việt Nam cho tới nay thì vấn đề rối loạn giấc ngủ, là đặc biệt là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn, bắt đầu được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên là do thiếu các phương tiện chẩn đoán, kiến thức nên tỷ lệ chẩn đoán bệnh còn hạn chế. Các bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ có thể trải qua cuộc phẫu thuật thuộc các chuyên khoa khác mà chưa được sàng lọc, chưa được điều trị về hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ này. Vậy nên bọn em tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu là nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có chỉ định mổ phiên mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ tại Bệnh Mai. Thứ hai là nhận xét một số yếu tố nguy cơ mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân có chỉ định mổ phiên tại Bệnh Mai. Về chung về hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì có những triệu chứng lâm sàng. Về lâm sàng thì cơ năng có thể là các triệu chứng như là buồn ngủ ban ngày quá mức, ngủ ngáy, cảm giác ngộp thở, thở hổn hển khi ngủ, có cơn ngừng thở được chứng kiến, đau đầu buổi sáng, tiểu đêm nhiều lần, mất ngủ. Về chứng thực thể toàn thân thì bệnh có thể gặp béo phì. Về tim mạch có thể gặp các rối loạn nhịp, các triệu chứng của suy tim hoặc tâm phế mạn. Về thần kinh thì có thể có triệu chứng thần kinh cơ ảnh hưởng từ quá trình thông khí. Về tai mũi họng thì có thể có các triệu chứng ảnh hưởng đến mức độ thông thoáng của mũi liên quan đến giải phẫu của vùng họng. Chu vi vòng cổ của các bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì lớn hơn những bệnh nhân mà không có hội chứng này. Về xét nghiệm cận lâm sàng thì ngoài các xét nghiệm cơ bản ra thì cần làm thêm các xét nghiệm về chức năng tim mạch như siêu âm tim, điện tim để phát hiện các rối loạn về tim mạch, nội soi tai mũi họng để phát hiện các bất thường về tai mũi họng cũng như là bất thường về giải phẫu, và cuối cùng là đo đa ký hô hấp, đo ký giấc ngủ để chẩn đoán về hội chứng này. Các yếu tố nguy cơ nói chung của hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ là tuổi. Thì hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên thì cái tỷ lệ mắc hội chứng này tăng theo tuổi và duy trì ở ngưỡng khoảng 65 tuổi. Về giới thì tỷ lệ nam mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ cao hơn ở nữ trước mãn kinh cùng độ tuổi gấp 2 đến 3 lần. Béo phì thì là yếu tố nguy cơ cao nhất của hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Tỷ lệ mắc hội chứng này tăng theo mức độ béo phì. Các yếu tố nguy cơ khác như là hẹp đường hô hấp trên, hút thuốc lá, phụ nữ mãn kinh, tiền sử gia đình có người mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ cũng là những đối tượng có nguy cơ cao, cần được quan tâm để phát hiện và chẩn đoán sớm. Bộ câu hỏi Stopbank Việt Nam là một công cụ được sử dụng trên lâm sàng để phân loại các đối tượng mắc nguy cơ hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ, gồm 8 câu hỏi có 0 từ 0 đến 8 điểm, và đối với các bệnh nhân có điểm Stopbank lớn hơn bằng 3 là những bệnh nhân có nguy cơ từ trung bình đến cao mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Theo Hiệp hội giấc ngủ Hoa Kỳ thì tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ là bệnh nhân có tiêu chuẩn A hoặc tiêu chuẩn B và tiêu chuẩn C. Trong đó tiêu chuẩn A là triệu chứng buồn ngủ ban ngày quá mức không thể giải thích bởi yếu tố nào khác. Tiêu chuẩn B là ít nhất 2 trong số các tiêu chuẩn ngáy nặng, ngưng thở về đêm, thức dậy liên tục trong đêm, ngủ không ngon giấc, mệt mỏi ban ngày, giảm độ tập trung. Tiêu chuẩn C là đau đa ký giấc ngủ có từ 5 lần giảm thở, ngưng thở trong một giờ khi ngủ. Các lần này có thể giảm thở hoặc ngưng thở hoặc thức dậy do tăng cường độ hô hấp. Nghiên cứu của chúng em là nghiên cứu tuyến cứu mô tả cắt ngang trên 131 bệnh nhân có chỉ định mổ phiên tại Bệnh viện Bạch Mai. Về kết quả bàn luận về đặc điểm tuổi giới của các đối tượng nghiên cứu của chúng em thì bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng em đều là những bệnh nhân trong độ tuổi trưởng thành, trong đó độ tuổi cao nhất là 89 và thấp nhất là 20. Độ tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân mổ phiên mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ là 61,9 và của nhóm bệnh nhân mổ phiên không mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ là 56,2. Tỷ lệ nam giới trong mắc hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ của chúng em cao hơn hẳn nhóm
Bệnh nhân mổ phiên không mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ với P nhỏ hơn 0,05. Về tỷ lệ bệnh nhân mắc OSA theo các chuyên khoa thì có 3 chuyên khoa có tỷ lệ bệnh nhân mắc OSA cao nhất là phẫu thuật tiêu hóa gan mật, chấn thương trình hình cột sống và tai mũi họng. Thì ở những bệnh nhân phẫu thuật tiêu hóa thì có rất nhiều bệnh nhân đến mổ với sỏi túi mật, sỏi cholesterol do ăn nhiều chất béo, ít chất xơ, chế độ ăn nhiều chất béo, ít chất xơ dẫn đến tình trạng béo phì, BMI cao. Về khoa chấn thương trình hình cột sống thì có rất nhiều bệnh nhân mổ vì xẹp đốt sống, các bệnh nhân này đều có tình trạng loãng xương nặng, kèm BMI cao dễ dẫn đến lún xẹp đốt sống. Ở chuyên khoa tai mũi họng thì có rất nhiều bệnh nhân mổ do các bệnh lý về quá phát amidan, có vách ngăn xẹp, lệch vách ngăn mũi, vân vân. Đó là những cái bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp, bệnh lý tai mũi họng ảnh hưởng trực tiếp đến hội chứng này. Về các triệu chứng cơ năng thì các triệu chứng cơ năng có tỷ lệ xuất hiện cao nhất ở những bệnh nhân này bao gồm ngáy to chiếm 94,6%, thức giấc thường xuyên vào ban đêm chiếm 94,6%, tiểu đêm nhiều lần chiếm 56,8% và buồn ngủ ban ngày chiếm 78,4%. Trong đó những triệu chứng là ngáy to, thức giấc thường xuyên vào ban đêm, cơn ngừng thở được chứng kiến, tiểu đêm nhiều lần và buồn ngủ ban ngày đều có sự khác biệt rõ ràng với giữa hai nhóm bệnh nhân mổ phiên mắc OSA và không mắc OSA với P nhỏ hơn 0,05. Về chu vi vòng cổ, vòng bụng và BMI thì chu vi vòng cổ trung bình của nhóm bệnh nhân mổ phiên mắc OSA là 40,8, chu vi vòng bụng trung bình là 94,1 và BMI trung bình là 26,8. Trong đó thì chu vi vòng cổ trung bình có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm bệnh nhân này với P nhỏ hơn 0,05. Về đặc điểm viễn tâm đồ thì hầu hết trong các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng em thì các hình ảnh điện tâm đồ đều là bình thường. Một số nghiên cứu trên thế giới về hội chứng ngừng thở đa nhánh khi ngủ thì ghi nhận rối loạn nhịp có thể gặp là cơn nhịp nhanh phát trên thất, loạn nhịp xoang vân vân, nhưng mà hiếm gặp. Về các đặc điểm siêu âm tim thì những cái bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở đa nhánh khi ngủ có nguy cơ cao suy tim giảm hoặc bảo tồn phân suất tổng máu. Tuy nhiên trong nghiên cứu chúng em thì chỉ ghi nhận một bệnh nhân chiếm 2,7% có phân suất tổng máu EF dưới 50%. Mặc dù cái nhóm bệnh nhân trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhưng mà chức năng tâm thu thái có thất trái của bệnh nhân gần như là điều bình thường. Chúng em trong nghiên cứu chúng em có 11 bệnh nhân có mắc OSA có tăng áp lực độ hạch phổi. Trong nghiên cứu chúng em thì ghi nhận các nguyên nhân gây tắc nghẽn mũi hay gặp, các bất thường tai mũi nội soi tai mũi họng hay gặp là polyp mũi xoang chiếm 10,8%, amidan quá phát chiếm 10,8%. Về kết quả đo đa ký hô hấp giấc ngủ thì trong 45 bệnh nhân có bệnh sàng lọc có nguy cơ trung bình đến cao của hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì có 37 bệnh nhân AHI trên 5 và được chẩn đoán xác định mắc OSA chiếm 82,2% số lượng bệnh nhân được đo đa ký. So sánh với một nghiên cứu của Fiden và cộng sự năm 2004 trên 433 bệnh nhân tiền phẫu tại bệnh viện đại học Kozatev với 41 bệnh nhân có nguy cơ cao hội chứng ngừng thở khi ngủ được đo đa ký hô hấp giấc ngủ, trong đó 17 bệnh nhân có AHI lớn nam chiếm 41%. Thì ở nghiên cứu của Fiden thì việc sàng lọc bệnh nhân nguy cơ cao đưa vào nghiên cứu dựa vào các triệu chứng lâm sàng bao gồm 3 triệu chứng chính là ngủ ngáy, buồn ngủ ban ngày, cơn ngừng thở được chứng kiến và 4 triệu chứng phụ: đau đầu buổi sáng, mệt mỏi buổi sáng, chất lượng giấc ngủ giảm sút và thức giấc đột ngột trong khi ngủ. Những bệnh nhân có 2 triệu chứng chính hoặc 1 triệu chứng, 2 triệu chứng chính hoặc 1 triệu chứng phụ và 2 triệu hoặc là 1 triệu chứng chính và 2 triệu chứng phụ được đo đa ký. Thì qua cái nghiên cứu này có thể cho thấy là việc sàng lọc bệnh nhân bằng cái bảng điểm Stopping Việt Nam ở nghiên cứu chúng em thì có khả năng dự đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ cao hơn. Về độ bão hòa oxy máu trước và trong giấc ngủ thì những ghi nhận này của em cho thấy là những cái bệnh nhân mà có AHI càng tăng thì phần trăm thời gian ngủ bệnh nhân có SpO2 thấp lại càng cao hơn. Trong nghiên cứu chúng em về thay đổi nhịp tim trong giấc ngủ thì trong nghiên cứu chúng em cho thấy là AHI càng tăng thì nhịp tim trung bình cũng càng tăng lên theo. Theo mức độ nặng của hội chứng thừa khi ngủ ở các khoa có chỉ định ngủ phiên thì mức độ nặng, tỷ lệ các bệnh nhân mức độ nặng chủ yếu thuộc chuyên khoa tai mũi họng. Điều này có thể lý giải là trong các bệnh nhân mổ phiên thuộc các chuyên khoa tai mũi họng thì có rất nhiều bệnh nhân mổ phiên có những bệnh nhân có bệnh lý tai mũi họng ảnh hưởng trực tiếp đến hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Về yếu tố nguy cơ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ thì đối với mức cutoff là 60 tuổi thì chúng em thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa bệnh nhân mổ phiên, hai nhóm mổ phiên bệnh nhân mắc OSA và không mắc OSA với P là 0,024. Tỷ lệ nam giới
ở bệnh nhân mổ phim mắc OSA thì cao hơn hẳn bệnh nhóm bệnh phân mổ viên không mắc OSA với P là 0,01. Với mức cắt đỏ PMI là 23, vòng cổ là 35cm và vòng bụng là 85cm thì cũng cho kết quả khác biệt rõ ràng giữa hai nhóm bệnh nhân này với P nhỏ hơn 0,05. Với các yếu tố tiền sử bệnh tật thì các bệnh lý tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, có hút thuốc lá, uống rượu cũng có sự khác biệt rõ ràng đối với hai nhóm bệnh nhân này với P nhỏ hơn 0,05. Em xin kết luận là thứ nhất là về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân chỉ định mổ phim mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ thì tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân này là 61,9, tỷ lệ nam giới mắc OSA thì cao hơn nữ giới. Bệnh nhân mổ phim mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ cao nhất từ các chuyên khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật, chấn thương chỉnh hình cột sống và tai mũi họng. Các triệu chứng thường gặp ở các nhóm bệnh nhân này là ngáy to, thức giấc thường xuyên ban đêm, có cơn ngừng thở được chứng kiến tiểu đêm nhiều lần và buồn ngủ ban ngày. Chu vi vòng cổ trung bình của bệnh nhân mắc mổ phim mắc OSA là 40,8, vòng bụng trung bình là 94,1 và BMI trung bình là 256,8. Việc sàng lọc bệnh nhân bằng bằng điểm stopping có khả năng dự đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ cao và tỷ lệ bệnh nhân mổ phim mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ mức độ nặng chủ yếu là thuộc chuyên khoa tai mũi họng. Một số yếu tố nguy cơ như là nam có tuổi lớn hơn 60, BMI 23, vòng cổ 35, vòng bụng 85, có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, uống rượu là một trong những một số yếu tố nguy cơ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ ở những bệnh nhân có chỉ định mổ phim. Bài trình bày của em đến đây là kết thúc. Em xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà. Trong cái nhóm bệnh nhân này thì có một số được đo đa ký giấc ngủ, một số thì được đo polysomnography. Thì cái sự khác biệt giữa hai cái kết quả đó có gì không? Tại vì hầu hết các bệnh nhân của bọn em là đo đa ký hô hấp. Tại vì thật ra là trong quá trình mà bọn em làm cái nghiên cứu này cũng có một số cái khó khăn là những cái bệnh nhân mà mổ phiên thì bọn em sẽ không thể nào mà đưa lên cái lab để bọn em đo đa ký giấc ngủ được. Tại vì những cái bệnh nhân này do cái sự khó khăn giữa việc di chuyển giữa các bệnh phòng với nhau và người ta còn có chỉ định mổ phiên sau đấy nữa. Nên là hầu hết là bọn em sẽ mang máy đo đa ký hô hấp đến tận bệnh phòng của bệnh nhân và đo đa ký hô hấp tại khoa và bệnh nhân có chỉ định mổ phiên luôn. Thế nên là hầu hết trong cái nhóm bệnh nhân này của bọn em thì trong 45 bệnh nhân của bọn em được đo thì chỉ có 4 bệnh nhân là đo đa ký giấc ngủ, còn lại là đo đa ký hô hấp ạ. Vì vậy là cái sự so sánh với cái sự khác biệt em nghĩ là nó cũng không có ý nghĩa lắm nếu mà so sánh giữa hai cái nhóm bệnh nhân này. Thế cái việc mà đo đa ký hô hấp đó là đã được công nhận không? Đã được công nhận là để mà mình xác định là bệnh nhân bị ngưng thở lúc ngủ không? Cái việc mà đo chẩn đoán về hội chứng ngưng thở khi ngủ thì theo tiêu chuẩn của Hiệp hội giấc ngủ Hoa Kỳ thì cái việc đo đa ký theo em là đã được công nhận giữa cái việc đo kể cả đo đa ký do hô hấp hay là giấc ngủ sau để chẩn đoán cái bệnh lý hội chứng ngừng thở khi ngủ này rồi ạ. Thôi được rồi. Em còn cô.